À, cái đạo tràng trên không trung mình những đức nghĩ chắc ai coi cũng rất hoan hỷ. Nhất là có nhiều cháu nhỏ tu cùng với ông bà cha mẹ, lễ vật đồ rất là ngoan. Đây cũng là lời động viên đến các cháu, đây là các con có thiện căn, cũng có phước duyên đặc biệt. À, sinh cho một gia đình có tu hành, đây là có phước lắm đó con. Nên những đức mỗi ngày tu tập với quý vị, niệm Phật lễ Phật. Mục tiêu của những đức là đời này phải về thế giới Cực Lạc, như là nhất định đời này phải về thế giới Cực Lạc. Bây giờ những điều này những đức chia sẻ với quý vị nhận thức cho nó sâu sắc vì chính bản thân những đức thôi. Thí dụ như những đức mỗi ngày niệm Phật, những đức muốn sanh về thế giới Cực Lạc, những đức đặt lòng tin ngay bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, không? Đặt lòng tin ngay bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, và những đức nghe lời Đức Phật A Di Đà dạy là chỉ cần con tin ta, niệm danh hiệu ta, đến khi thọ mạng đến, ta đến tiếp dẫn con. Nên cái việc niệm Phật là cái việc bản thân của những đức phải làm. Còn cái việc mà tiếp dẫn giảng sanh là cái việc đó của Đức Phật A Di Đà làm. Nhưng cái đặt lòng tin của những đức là đặt lòng tin ngay Đức Phật A Di Đà. Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài là giáo chủ cõi ta bà, Ngài lại dạy mình niệm A Di Đà Phật, mà Đức Phật A Di Đà Ngài lại có cái lời nguyện là tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Thì dù cho một người nào có một cái nhân duyên tu tịnh độ và đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, thì cũng phải giới thiệu cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà làm chính. Để nhớ kỹ, phải giới thiệu cái bổn nguyện Đức Phật A Di Đà làm chính, và phải tin Phật A Di Đà làm gốc. Nhớ rõ nghe, bổn nguyện A Di Đà làm chính, tin Phật A Di Đà làm gốc. Còn thí dụ như giờ những đức hướng dẫn vì niệm Phật, những đức kêu vị phải tin những đức, tin những đức sẽ đến giúp quý vị giảng sanh. Hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Vì bản thân của những đức cũng phải niệm A Di Đà Phật, và bản thân của những đức phải lấy tín nguyện làm gốc, làm chính nhất để tu. Và bản thân những đức cũng phải cầu sanh Cực Lạc, phải nhờ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Không phải riêng bản thân những đức mà tất cả chúng sanh ở mười phương khắp pháp giới đều Phật A Di Đà phải đến tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc, chứ không chi chúng ta. Nên cái lòng tin ngay Phật A Di Đà, dù mình có nhân duyên như thế nào để dẫn dắt chúng sanh niệm Phật, nhưng phải dạy họ là tin vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà. Cái này mới là cái quan trọng. Thí dụ giờ những đức ví dụ bản thân những đức cho quý vị nghe này, nghe để ý nè, để quý vị khỏi cần phải lo âu suy nghĩ nhiều thứ. Con người mình đó quý vị, càng cho mình nghi thì mình càng nghi nhiều, chứ không phải giải nghi đâu. Chỉ có tín nguyện niệm Phật thì mới hết nghi thôi. Quý vị để ý đi, quý vị càng nghi thì cho họ nghi thì họ càng nghi nhiều, càng cho họ hỏi mình càng giải đáp thì họ càng không vừa lòng. Mình giải đáp làm sao họ cũng không vừa lòng, chứ giải đáp cái này xong thì họ lại nghi cái khác, giải đáp cái kia xong thì họ lại nghi cái khác, họ nghi hoài vậy đó. Nên những đức á, quy gom về tin Phật A Di Đà, tin nhân quả. Thí dụ như bản thân của những đức mỗi ngày niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, những đức nghe một người nào đó hướng dẫn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, những đức mỗi ngày tu, nhưng những đức chờ cái ngày quý vị đến giúp những đức. Thí dụ như ngày đó quý vị không đến giúp những đức làm sao? Hoặc là quý vị bận bịu cái gì, hay là quý vị kẹt chuyện gì, hoặc là cái cuộc sống của quý vị, tổ chức quý vị bị ảnh hưởng cái gì, rồi bản thân những đức đi chờ ai đây? Không lẽ những đức hụt hẳn? Quý vị ngồi suy nghĩ đúng không? Nếu như quý vị tin ngay Phật A Di Đà thì dù bất cứ hoàn cảnh nào, chỗ nào, chỗ mưa gió bão bùng, chỗ cháy nhà sụp đất, quý vị cũng đều tin Phật A Di Đà. Quý vị coi phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà đặc biệt từ bi không?
Các ngài là những vị giám khảo vô cùng có trí tuệ. Các ngài là những vị giám khảo quá trí tuệ luôn. Nên cái những vị giám khảo này đưa lên rằng thí sinh là chúng ta, là những người như chúng ta, đáp án của chúng ta để về thế giới cực lạc là đáp án câu A với Đà Phật hoặc Nam Mô A với Đà Phật tùy quý vị. Nhưng chỉ cần quý vị niệm được danh hiệu này khi cuối cuộc đời cận tử nghiệp thì nhất định Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Cái đáp án thành công của chúng ta là câu Phật hiệu, và Phật A Di Đà là có trách nhiệm đến rước chúng ta. Và khi chúng ta đã niệm Phật được thì Phật A Di Đà sẽ có trách nhiệm để hộ trì bảo vệ những người đến phá quậy phá chúng ta. Phật A Di Đà sẽ có trách nhiệm sắp xếp làm sao để có người đến hộ trì giúp đỡ chúng ta. Nếu như bây giờ chúng ta tin vào một tổ chức nào, tin vào những đức hay tin vào một người nào đó, khi cuối cùng lỡ giúp đỡ cho chúng ta về cực lạc, lỡ trong lúc mưa gió, trong lúc bão bùng, trong lúc cháy nhà hay là trong lúc sụp đất, họ có đến được không? Vì ngồi suy nghĩ đi. Đó là cái phá nghi đó quý vị à. Nên dù là mình đem cái pháp của Phật mình hướng dẫn người ta, nhưng đừng chấp pháp nặng quá. Chấp pháp là muốn đẩy hết tất cả mọi người để mình độ, bậy quá. Không có chuyện đó đâu quý vị. Thật sự chúng sanh là đa dạng căn tính, đa dạng căn tính nên nó quá nhiều căn tính, nên đưa 84.000 pháp môn. Nhưng pháp môn tịnh độ thì phù hợp chúng ta, nên mỗi một con người chia ra nhân duyên để mà hộ trì giúp đỡ cho chúng sanh, chứ không phải đưa nó họ hết về thế giới cực lạc được đâu quý vị. Đức Thích Ca Mâu Ni mà còn chưa làm được việc này, thấy không? Không gì chúng ta. Nếu như chúng ta có một tình chấp pháp, coi chừng bản thân chúng ta cũng mất phần giảng sanh luôn. Cả bản thân mình cũng mất phần giảng sanh luôn. Thường là những người bị cái bệnh mà gọi là đi đầu này đi đầu kia mà lo chuyện giảng sanh của người khác mà quên mình là kẻ phàm phu, chúng ta sẽ rớt phần giảng sanh đó. Quý vị coi Hòa Thượng Hải Hiền á, cả cuộc đời Hòa Thượng Hải Hiền, quý vị hãy nhìn tấm gương đó đi. Tại sao mà Hòa Thượng Tịnh Không tán thán Hòa Thượng Hải Hiền hết lời như vậy? Vì chính Hòa Thượng Tịnh Không phải thể hiện thành tựu không bằng Hòa Thượng Hải Hiền. Quý vị công nhận điều này đó. Cả đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nổi tiếng khắp nơi trên toàn thế giới, nhưng thị hiện thành tựu không bằng Hòa Thượng Hải Hiền. Ý như Đức nói thị hiện thành tựu không bằng Hòa Thượng Hải Hiền là vì sao? Vì người mà làm theo Hòa Thượng Tịnh Không khó làm và ít làm được. Nhưng người mà làm theo Hòa Thượng Hải Hiền thì cực kỳ người làm nhiều làm được. Nên từ nơi đó mà thị hiện phải thành tựu không bằng Hòa Thượng Hải Hiền. Chứ Hòa Thượng Tịnh Không nếu Ngài thị hiện là Ngài ngồi trên pháp tòa, Ngài chào mọi người, Ngài giảng sanh, thì người ta lấy cái tiêu chuẩn của Ngài làm việc như Ngài để thành tựu con đường giảng sanh, thì ai làm được như Ngài đây? Nên Phật Bồ Tát từ bi hạ mình thành tựu không bằng Hòa Thượng Hải Hiền, đưa Hòa Thượng Hải Hiền cao lên, đưa Hòa Thượng Hải Hiền cao lên để độ sanh. Nên Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền là hỗ trợ chúng sanh 9.000 năm trong thời mạt pháp. Quý vị phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ. Đa phần đều làm được. Vì Hòa Thượng Hải Hiền ngày niệm có Phật hiệu này 92 năm, quý vị phải nhớ điều này đó. Ngài không biết một chữ nào, Ngài dùng có Phật hiệu này để trì giới luôn á. Ngài niệm có Phật hiệu này 92 năm, quý vị cứ nghĩ đi. Mà sự thành tựu của Ngài, quý vị coi cuối cùng, quý vị suy nghĩ cái sự thành tựu của Ngài. Nhiều người hỏi Ngài là bây giờ Ngài ngày nào Ngài giảng sanh, giờ nào giảng sanh. Ngài nói thiên cơ bất khả lộ, không nói. Khi Ngài giáng sanh là làm sao thì biết không? Là đêm đó Ngài niệm Phật một mình và bản thân của Ngài im điềm mà ra đi. Đó muốn nói lên chúng ta nghe một câu rằng quý vị hãy tin Phật A Di Đà đi. Nếu như quý vị tin vào một con người, vào một tổ chức nào, coi chừng quý vị sẽ thất vọng. Vì bất tử họ không đến đó. Nên rất là nhiều người bây giờ mang một cái chứng bệnh gì? Chứng bệnh là yên tâm đi, cuối cuộc đời tôi sẽ đến giúp cho, coi chừng quý vị hụt hẳn đấy. Nếu như quý vị tin ngay bổn nguyện Phật A Di Đà thì hoàn toàn quý vị ở nơi nào quý vị cũng niệm Phật được. Vì sụp đất không ai hộ niệm cho quý vị, vì lửa cháy không ai hộ niệm cho quý vị, vì nhà cháy không ai hộ niệm cho quý vị, vì nước trôi không ai hộ niệm cho quý vị. Rất nhiều loại chết bất tử không ai hộ niệm cho quý vị, xe đụng bất tử không ai hộ niệm cho quý vị. Rất là nhiều người chết trong cái những cái lúc không ổn định, ai hộ niệm cho quý vị? Nếu như quý vị không đặt lòng tin ngay vào A Di Đà phải trở ngại không? Đây là chỉ vậy, quý vị nghe phải rõ ràng luôn. Chứ những đức đâu kêu quý vị đi tin những đức đâu. Những đức cũng đang niệm Phật để cầu Phật A Di Đà một ngày nào Ngài đến giúp tiếp dẫn con nè.
Từ xưa tới giờ những đức đều có một tâm niệm, những đức mong cho nhà nhà niệm Phật, và nhà nhà phải biết giúp đỡ cho ông bà cha mẹ của mình để mở rộng phạm vi ra, để cho mình không có làm được, mình không có bàn tay bao trùm được, nên mình phải chỉ dạy người ta làm sao nhà nhà phải tin Phật và phải làm được cái chuyện này để nó Phật pháp nó mới thịnh được. Chứ không phải là bản thân mình cố chấp rằng là bản thân mình phải đi đến độ họ, mình phải là mang cái tiếng mình đi độ họ. Cái này là mình mang tình chấp của cái độ sanh và mang một cái tiếng để đi độ sanh, để quy mô tiếng mình lớn lên. Sai rồi. Tuy là hành động thì giống đưa người về cực lạc, nhưng dùng tâm là kẻ phàm phu, không phù hợp. Nhớ kỹ chỗ này, đây là rất quan trọng quý vị à. Nên tín nguyện giảng sanh là chỗ rất là quan trọng. Nên tổ sư Đại sư Ngẫu Ích ngày nói câu rằng: người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà Hóa Thân ngày nói rằng: nếu như người niệm Phật mà tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì vạn người niệm Phật vạn người giảng sanh. Thiện Đạo Đại sư là Phật A Di Đà Hóa Thân đó. Nên gầy dựng ngay tín nguyện niệm Phật thì bạn rất là chắc chắn luôn. Mà đã là tín nguyện niệm Phật thì thuận nghịch gì bạn có niệm Phật hết. Khỏe mạnh bệnh đau gì bạn có niệm Phật hết. Có người gặp những đức nói: thầy ơi, con mỗi ngày con niệm Phật, nhưng mà con bệnh đau con phải uống miếng thuốc. Con không uống miếng thuốc này thì con niệm Phật không được. Nhưng con thật sự trong tâm con muốn sanh cực lạc. Con xin hỏi thầy, và con cũng từng hỏi người, có một người trả lời rằng như vậy là không chắc ăn, phải bỏ thuốc. Cuối cùng con bỏ thuốc, con không tu được luôn. Họ gặp những đức, họ hỏi những đức. Những đức nói rằng: chắc chắn anh tín nguyện niệm Phật với giảng sanh. Quý vị thấy như trả lời câu nói rất rõ ràng luôn. Chắc chắn anh niệm Phật, anh sẽ tín nguyện niệm Phật, anh sẽ giảng sanh. Tại vì mang cái thân tứ đại, ai mà không bệnh. Khi đã dùng thuốc quen rồi, bây giờ bỏ thuốc đâu phải dễ đâu. Nếu như không cho họ cơ hội niệm Phật giảng sanh, họ bỏ thuốc, họ không tu được, cuối cùng họ bị héo hon. Quý vị phải hại họ không? Thà mình nói một câu rằng: chắc chắn anh tín nguyện niệm Phật, anh sẽ giảng sanh. Dù bây giờ anh dùng miếng thuốc hỗ trợ. Trong cuộc đời này cái gì mà không hỗ trợ quý vị? Cái gì mà hoàn toàn tự lực được? Chúng ta đói còn ăn mà, lạnh còn đắp mền mà. Đó là sự hỗ trợ đó quý vị. Vậy thì mang thân tứ đại này, bệnh đau thì dùng miếng thuốc. Nhưng mà mình phải biết một ngày nào mình phải bỏ cái thân này. Người đã quen dùng thuốc rồi thì phải dạy họ tín nguyện một ngày nào nhất định phải bỏ cái thân này. Dù bây giờ anh dùng phụ trợ, nhưng anh phải tin rằng anh phải bỏ cái thân này. Nhưng anh phải tin anh niệm Phật để Phật tiếp dẫn anh. Anh phải tin chỗ này. Thì họ nói rằng: như vậy thì con có cơ hội. Còn nếu kêu con bỏ thuốc luôn, con làm được. Thì thấy không? Đó, nên cái việc mà tín nguyện niệm Phật là cái cực kỳ quan trọng. Chứ vị phải nhớ, còn nếu cuối cuộc đời mình có duyên thì người ta hỗ trợ mình. Nhưng mà để đó trông đợi người ta, lỡ người ta không đến thì sao? Chèn ở chúng sanh bao la vạn trượng. Nên Phật A Di Đà ngày đưa lên tín nguyện để mỗi người, người ở đâu, ở đâu, ở đâu cũng được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Còn lỡ như bây giờ mình kêu tin mình, lỡ bản thân mình không đến thì sao chàng? Mình thắt lời hứa với người ta, phải người ta bù mình, trách mình không? Rồi mang cái quán thù hay không? Nên bản thân mình phải dạy người ta tín nguyện. Còn mình đi giúp được người nào thì mình giúp người đó. Mình giúp được ai thì mình giúp người đó. Còn mình phải dạy người ta là đúng phù hợp vào lời Phật dạy, là phải gầy dựng tín nguyện thì mới được sanh cực lạc. Nó riêng cái bộ nguyện Đức Phật A Di Đà là tín nguyện là 100%, không sai. Nguyên bộ kinh Vô Lượng Thọ quý vị tụng đi. Phải là bộ kinh Vô Lượng Thọ là dạy về cuộc sống hàng ngày và cuộc sống rất gần gũi của Tây Phương Cực Lạc, để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta có cái sự an lạc. Nhưng mà cái nguyện thứ 18 lại là trung tâm của bộ kinh Vô Lượng Thọ, nói về tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chí tâm tin ưa là tín nguyện niệm Phật chứ gì? Ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp. Nhưng nếu như những người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp giống như Vua A Xà Thế mà quay đầu tín nguyện niệm Phật thì cũng được giảng sanh thượng phẩm chúng sanh, phải không? Mà Vua A Xà Thế là phải là tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp, cuối cùng ngày quay lại là tín nguyện niệm Phật. Và Tịnh Tịnh Không ngày nói rằng Vua A Xà Thế là sám hối thật lòng. Sám hối là tín nguyện, hiểu chưa? Sám hối là tín nguyện đó quý vị. Nè, Nhân Đức cũng tạo nghiệp nè. Bây giờ Nhân Đức dẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc là gì? Sám hối nè. Sám hối chứ gì? Nhân Đức không có tín nguyện làm sao Nhân Đức sám hối được? Không có tín nguyện lấy đầu nào mà sám hối? Không lẽ xin lỗi quý vị? Không lẽ đi xin lỗi từng người mình tạo nghiệp với họ? Bây giờ chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, lễ Phật, thương hay ghét, tha thứ hay là không tha thứ, mặc kệ họ. Ta phải tín nguyện niệm Phật về cực lạc trước đi. Đây là tín nguyện niệm Phật. Tín nguyện niệm Phật mới sám hối được.
vua xà thế sám hối bằng cách tín nguyện niệm Phật mới sám hối được. Nên giảng sanh phẩm gì của ngài rất cao, đó là thượng phẩm chúng sanh. Nên hòa thượng Niệm Công ngài nói rằng người tín nguyện niệm Phật của quý vị bao nhiêu phần trăm giảng sanh, bao nhiêu phần trăm tùy vào tín nguyện của bạn. Nên tín nguyện niệm Phật của bạn đạt tới trình độ là tan nhà mất mạng, bạn phải tin Phật. Bạn đừng bao giờ bạn nói bạn niệm Phật, bạn tín nguyện niệm Phật mà nhà gia đình bạn bình yên, mọi điều đều tốt đẹp. Trong cuộc đời bạn đến với cõi này, bạn phải chịu cái nhân quả mà những đời trước bạn đã gây ra. Cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã thành Phật rồi, ngài đến với cõi này, ngài cũng phải chịu những cái nhân duyên quả báo mà ngài đã từng nhiều đời nhiều kiếp gây ra trong cái cõi đời này. Nên ngài đến đây là nó hội tụ nhân duyên nó lại, nhưng ngài không mê trong cái nhân quả đó, ngài vui ngài trả. Còn mình là những chúng sanh mê hoặc điên đảo, nên đến đây trả nợ mình buồn, mình trách, mình hận, mình thù. Nên mới kêu mình là tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Ấn Tổ dạy như thế nào? Tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc quý vị à. Chàng ơi, đây là chỗ mà quý vị phải phá nghi hoàn toàn những cái nghi ngờ của quý vị. Quý vị hãy tin Phật A Di Đà đi. Ai dạy quý vị niệm Phật cũng vậy, phải tin Phật A Di Đà. Phải tin Phật A Di Đà là đúng, không có tin nhận đức được. Không có tin những đức mà cứu độ quý vị được. Những đức chỉ là người, một hành giả để mà đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu cho quý vị thôi. Còn Phật A Di Đà mới là bậc cao thủ, ngài mới có thể tiếp dẫn quý vị về cực lạc. Còn những đức dẫn quý vị đi xuống cực khổ á. Quý vị thấy không? Làm những việc cuối cùng quý vị khổ. Có những người buồn khổ, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta phải như vậy đấy. Chỉ có Phật A Di Đà mà đem chúng ta về chỗ thật sự an vui. Mà ngài nói rằng bây giờ các ngươi muốn về thế giới của ta hay không? Muốn, như vậy thì niệm danh hiệu ta. Vì đây là bổ nguyện của ta, không phải là ta bắt ép các ngươi niệm danh hiệu ta, mà đây là cái nguyện của ta. Nên các ngươi niệm danh hiệu ta là dễ nhất, nên ta tiếp dẫn các ngươi qua cái nguyện đó mà tiếp dẫn các ngươi về Tây Phương Cực Lạc. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng luôn. Nếu mà không tín nguyện niệm Phật là hút hẳn chết. Hụt hẳn đó quý vị à. Nó, rồi qua đời của một người nào đó là tới đời người khác, người khác nói tùm lum, rồi chúng ta biết tin ai đấy. Nên cái quy chung là tin Phật A Di Đà, thì dù cho con người còn hay con người đã mất vẫn là tin Phật A Di Đà. Thí dụ như bây giờ Nhân Đức đang hướng dẫn quý vị, Nhân Đức rất mạnh dạn, nhưng lỡ Nhân Đức chết đi rồi người kế Nhân Đức có mạnh dạn như Nhân Đức đâu, không lẽ quý vị tin ai? Cuối cùng lòng tin quý vị bị vấn đề. Nên tin ngay Phật A Di Đà thì đời đời kiếp kiếp phải tin Phật A Di Đà. Người nào cũng tin Phật A Di Đà và tin nhân quả. Như vậy thì quá phù hợp. 100% luôn. Nó lời nói này mà sai Phật A Di Đà đánh một cái rầm té một cái bóp liền. Thì biết rằng đưa ngày ra dữ quá rồi mà. Hoàn toàn cái quy gì chỗ này. Nên có nhiều người khuyên mình cái này cái kia, hỏi như Đức cái này nọ, như Đức nói: chàng ơi, nếu quý vị mà tin Phật, tin nhân, tin quả thì tuyệt vời quá rồi chàng. Bây giờ quý vị mà không tin Phật A Di Đà mà tin những đức thì chết mau luôn. Có những lúc những đức cái này cái kia, sao vì tin những đức được. Có những người nói: thầy thầy, khi con cuối cuộc đời con, thầy lễ hộ niệm con. Nó nằm mô gì đọc Phật, tôi hộ niệm bà cũng chưa chắc giảng sanh nữa. Vì sao? Vì bà không có tín nguyện hàng ngày, lấy đâu giảng sanh. Bà muốn giảng sanh về cực lạc mà tôi hộ niệm bà giảng sanh, là không phải tôi hộ niệm bà giảng sanh, mà là bà sẽ giảng sanh. Còn tôi chỉ là người đến kết duyên thôi. Hiểu chưa? Tôi chỉ là người đến kết duyên thôi bà ơi bà. Mấy chị ơi, chàng ơi, Phật A Di Đà mấy chị không tin mà tin phàm phu như tôi. Tin phàm phu như tôi là biết bà chết chắc luôn rồi. Tôi còn mạnh mạnh chút, lỡ kế đó là ông Tùng Tâm Nhiên ông lên ông thuyết pháp cái nữa là thôi kể sư xong luôn. Rồi lúc đó rồi sao mà mấy bà yên tâm. Hòa thượng Tịnh Công này nói: bạn tin một con đường là một con đường đi, bạn tin hai con đường là hai con đường đi. Nếu một nơi nào đó mà đưa 5-7 người lên thuyết pháp thì là 5-6 con đường, quý vị biết đi con đường nào. Con người người ta lại tình chấp vì cái ngã của bản thân, người ta độ sanh nữa. Tình chấp đó là tôi độ sanh, tôi đưa ra cách, nên mọi người phải quy về tôi. Đó là cái ngã độ sanh, cái danh độ sanh, vẫn là kẻ phàm phu, bạn không đáng tin. Nên tin Phật A Di Đà là đáng tin nhất. Tin Phật Thích Ca Mâu Ni, tin Phật A Di Đà là đáng tin nhất. Nên bạn hãy đọc nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện đi, rồi bạn sẽ biết. Phải chí tâm tin ưa là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc hay không. Còn bạn tin nhân quả hàng ngày thì bạn không khổ. Vì nhân quả hàng ngày bạn đã tin rồi thì cái gì đến với bạn là nhân là quả. Thuận nghịch cũng là nhân là quả.
Tôi không khổ đau nhiều là vì sao? Vì tôi tin nhân quả đó bạn à. Nhưng tôi chưa tin nhân quả đến mức triệt để. Người mà tin nhân quả triệt để chỉ có đúng một người thôi, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn chúng ta có tin cỡ nào đi chăng nữa vẫn còn cái nghi của nhân quả. Nên chúng ta lúc này lúc khác đó quý vị. Nó nên những bài chia sẻ này từ bữa nay nghe, 13 nghe, những đức sẽ làm tín nguyện cho quý vị ngày 14, 15 luôn, là hai ngày rằm lớn á, bị chờ nghe đi. Còn nếu nghi nữa thì quý vị nghi luôn đi. Nó thì giờ những đức lấy văn thân những đức ra đó, những đức cũng làm như vậy luôn đó. Những đức cũng học Hòa Thượng Ái Hiền luôn, anh niệm câu Phật hiệu này cả đời, ai nói gì tôi cũng niệm câu Phật hiệu này cả đời. Nó, con tin Phật hay đời sẽ đến tiếp dẫn con, nếu ngài không rước con đi kiện ngài. Tin ngài quá trời tin rồi còn cái gì, tin lên bờ xuống ruộng cũng tin ngài, mà ngài mà không đến tiếp dẫn con là con kiện ngài á. Con mà xuống vua Diêm Vương con cũng kiện ngài tới bờ tới bến luôn, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Phật A Di Đà ngài đang đứng ngài cười kìa, ngài đứng trên đó ngài cười. Được đó, đức được con. Gan như vậy, trong cái cõi ngũ chuột ác thế mà con gan như vậy, con mới giảng sanh nghe con. Nó lỡ nửa đêm quý vị đang đi ngoài đường đi té cái ầm ngay cái bụi chuối làm sao? Lúc đó quý vị kêu ai đến hộ niệm cho quý vị? Nên Phật A Di Đà cực kỳ là đặc biệt. Tại vì sao? Đúng quá tuyệt vời luôn. Tại vì té ngay cái chuối cái rầm cái lúc đó bị niệm Phật chứ bị kêu ai đến hộ niệm cho quý vị? Phải không? Phải chở ngại một người chưa? Nghe gì rồi? Ho luôn. Ho đó là ho văng cái nghiệp ra, hiểu chưa? Ho văng cái nghiệp ra. Nó nên chỉ cần tín nguyện niệm Phật thì không bị trở ngại trong hoàn cảnh sụp đất nước trôi, lửa cháy nhà sập, bão tố giặc giả, không trở ngại. Đó, thấy không? Kẹt xe cũng không trở ngại luôn. Lỡ ta đi hộ niệm cho mình giữa chừng ta bị kẹt xe làm sao? Lúc đó mình chết rồi, tiêu rồi, đúng không? Thôi, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc đi. Ai về đạo Phật, ai về đạo Phật.